Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình sẽ trình bày một số những bài thơ hay về chó. Bài thơ này của một anh chiến sĩ hải quân đóng quân tại Hoàng Sa, Trường Sa, và anh đã dành tình cảm của những chú chó, và chú chó cũng dành tình cảm cho con người, mà đặc biệt là dành cho anh sĩ quan. Và anh sĩ quan này đã dành tình cảm hết về cho loài chó, con chó của anh. Bài thơ như sau: Bơi vào đi vàng ơi, tao về đây, đừng ra xa, thân thể mày bé lắm, sóng thì to, nước biển kia rất mặn, mày cứ bơi ra, tao sao thể cầm lòng. Bơi vào đi vàng ơi, có nghe không, mày quyến luyến làm lòng tao chợn sóng. Đại dương mênh mông, thân thể mày bé bỏng, cứ ngước về tàu, sao tao thể cách xa. Bơi vào đi vàng ơi, quay lại nhà, tao phải về thôi, bởi đã xong nghĩa vụ. Và tao biết đêm qua mày mất ngủ, cứ liếm tay tao, sợ trốn mày về. Đừng vậy nữa mà, vàng ơi, tao thương quá, thương những đêm tao và mày đứng gác. Gió bão từng cơn, mày vẫn không say khát, phủ phục canh me bọn cướp biển trực chờ. Về đi mày, đừng bơi nữa, tao chờ, tao xin lỗi bởi đã xong nghĩa vụ. Và tao biết chừng ấy vẫn chưa đủ, nhưng phải vào bờ anh em khác ra thay. Về đi mày, đừng bơi nữa, anh đã khóc. Bài thơ tiếp theo, bài thơ của Trần Đăng Khoa, muốn gửi gắm nỗi nhớ con vật nuôi trung thành, con chó trong những vần thơ. Chắc chắn khi đọc bài thơ về chó này, bạn sẽ thấy cảm động và nhớ đến những chú chó của nhà mình. Bài thơ 5 chữ: Tao đi học về nhà là mày chạy sồ ra, đầu tiên mày rối rít, cái đuôi mừng ngoáy tít, rồi mày lắc cái đầu, khịt khịt mũi rung râu, rồi mày nhũng chân sau, chân trước chồm mày bắt, bắt tay tao rất chặt, thế là mày bất tật. Đưa vội tao vào nhà, dù tao đi đâu xa, cũng nhớ mày lắm đấy. Hôm nay tao bỗng thấy cái cổng rộng thế này, vì không thấy bóng mày nằm chờ tao trước cửa, không nghe tiếng mày sủa như những buổi trưa nào, không thấy mày đón tao, cái đuôi vàng ngoáy tít, cái mũi đen khịt khịt, mày không bắt tay tao, tay tao buồn làm sao. Sao không về hả chó, nghe bom thằng Mỹ nổ, mày bỏ chạy đi đâu, tao chờ mày đã lâu, cơm phần mày để cửa, sao không về hả chó, tao nhớ mày lắm đó, vàng ơi là vàng ơi. Bài tiếp theo: Lâu ngày đi thăm bạn, đến ngõ chó tuôn ra, những con to và béo, tiếng sủa như đồng loa, thấy nó biết chủ nhà, làm ăn rầy kha khá, thôi thế cũng là đủ, bắt tắc phải vào nhà. Bài thơ tiếp theo tả về con chó đá. Anh trở về làng đồi, con chó đá đón anh ngoài ngõ. Cái thuở cha ông gạo tiền không có, nhưng lại nuôi chó đá giữ hồn. Bởi muốn sống muốn làm người, nên trong khuya khoắt của giấc ngủ phải canh chừng lũ ma khôn. Cái ngõ sỏi cành rào khẳng khiu, đã bao nhiêu lần anh trở lại, chó đá vẫn ngồi yên chỗ cũ, cặp mắt mở không hiền không dữ, không tiếng sủa không quẩy đuôi mừng. Da bận nhăn nheo mòn tận sống lưng, miệng đá vẫn một đường chỉ ngậm, mắt đá bao lần sương xa mưa đồng, cứ thức cả ngày lẫn đêm nhìn ma. Người nhìn người lạ người quen, những người nhìn những con chó một ngang gan một đời sống. Những con chó biết nhe răng, biết quậy đuôi và biết sủa lên ong ổng, và cũng rất dại khờ nhẫn nhục,
gặm nuốt những miếng đá gan gà, gan trâu. Mỗi lúc rác họng bỗng hầu, lại tự hào mình đó là quặng hoàng và kim cương biết đâu. Và trong đêm khuya chợt tỉnh vì sung sướng bởi giấc mơ, lại đua nhau tru lên ống ổng. Điều ấy buộc chó đá phải nhiều đêm ngờ nghĩ, nó nghĩ đến nhăn ràng da dầu, những đường nứt cục tai sức cổ, những móng đá nhẵn dần đường lưng cong rồi rõ. Và hôm sau khi anh vừa tới ngõ, con chó đá chồm lên, cặp mắt vẫn hiền như có lửa. Hỡi con người, ta mừng cho anh đó, những trước hết anh hãy mừng cho ta. Như có những lời nói ấy từ trong đá toát ra, hôm nay một con chó nữa đã bay vào vũ trụ đến sao Kim. Tại sao anh lặng im, hay anh chưa đọc báo? Ta đã ngồi đây có lẽ đã ngàn đêm chưa một lần được nói. Những con chó sống ngu mùi mà dù biết sủa lên cũng chưa một lần tự kêu về đồng loại. Anh biết đấy, cả việc lên mặt trăng, lên sao Kim, cả việc thức đêm chúng ta cũng sẵn sàng đi trước và ngồi đợi. Còn hôm nay ta chỉ xin được nói một lần, các người đã giữ được thân thì cũng canh được hồn trọn vẹn. Tại sao các người không chịu biết điều ấy mà còn cần đến ta? Lúc nào ma quỷ cũng nhiều, càng khuya khoắt tối trời càng lắm ma khôn quỷ dữ. Như kiếp đá trên người ta nặng đủ, hãy để ta tự hóa kiếp mình. Ngay núi lửa trên cung trăng cũng động lòng trước kiếp đá lặng thinh. Anh hôn lên mắt đá, anh hiểu được cuộc đời con chó đá vẫn ngồi. Nhưng lần này gặp lại, anh như bay như hóa, và hiểu thêm ta phải là cả phần xác lẫn phần hồn. Bài thơ hài về con chó. Vện à cúng cỡn vện ơi, lon ton theo bước chân tôi đến trường. Ngẫm thời riêng mẹ lên hương, mắm tôm chanh ớt hết đường cũng ơi. Xót thương tình khuyển khóc cười, ngoảy đuôi cuốn tít chân người xin tha. Đuổi mèo canh trộm trong nhà, bao nhiêu công bọc ra sao ra có ngày. Để ta hóa kiếp cho mày, biết đâu vằn vện sau này làm quan. Nhân sao vật vậy tuần hoàn, luân hồi dám cởi hàm oan bồ hòn. Dẫu rằng rửa mặn thì ngon, người con chó, con bạn bè. Hãy hùng riêng mẹ răng đe, kiếp sau cũng chớ ngo ngoe làm người. Vện vàng làm vện vàng thôi, lòng trung với chủ thành dồi tiết canh. Chó ơi muôn sự đoạn đành, gọi hồn năm tuất về thành cũng ơi. À, tiếp theo là bài thơ Lục Bát về con chó. Bỗng nghe chó sủa gâu gâu, giật mình ừ nhỉ đã lâu lắm rồi. Có lẽ là bạn với tôi, hơn 3 năm chẳng dịp ngồi với nhau. Thịt chó chẳng đắt lắm đâu, vodka thêm đậm những câu chuyện trò. Hay là ai đó hẹn hò, thấy tôi bạn cứ giả đò ngó lơ. Trên đây là những câu thơ về chó hay nhất, các bạn có thể tham khảo và chia sẻ những câu thơ này để mọi người cùng đọc và cùng cảm nhận nhé. Bạn đang muốn tìm các câu thơ về con chó, bạn hãy tham khảo những câu thơ và của YouTuber Hiệp Bá Đạo Channel. Để thông qua những bài thơ này, bạn sẽ hướng về loài vật trung thành, yêu quý chúng hơn. Xin tạm dừng bài thơ đây. Thưa các bạn thân mến, hiện nay nước ta các loài động vật được thuần dưỡng để làm vật nuôi trong nhà ngày càng nhiều. Tiêu biểu nhất trong số đó phải kể đến gà, vịt, trâu, bò, lợn. Và không thể không kể đến một loài vật nuôi hết sức trung thành và được nuôi phổ biến
đó là con chó. Chó là một loài động vật được nuôi phổ biến trong các gia đình, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Chó là loài động vật được con người thuần dưỡng đầu tiên cách đây khoảng 1.500 năm. Xưa kia, chó sống ở trong rừng, có nguồn gốc từ loài chó sói. Trong các cuộc săn bắt tìm kiếm thức ăn trong rừng, con người đã vô tình phát hiện ra mang loài chó này về thuần dưỡng. Cho đến ngày nay thì con chó không chỉ là một vật nuôi phổ biến mà nó còn là trở thành người bạn thân thiết của con người. Chó là loài động vật thuộc bộ thú. Mỗi con chó đều có một bộ lông rất rậm rạp. Thị giác, thính giác của con chó đặc biệt rất phát triển. Chó có thể nhìn mọi thứ trong đêm tối. Tai của loài chó cũng đặc biệt thính. Nó có thể nghe được những âm thanh dù rất nhẹ, rất khẽ mà đôi khi con người cũng không thể nghe thấy. Đó cũng là cách lý giải nguyên nhân vì sao loài chó thường hay kêu vào ban đêm. Và khi phát hiện ra có người, có sự xuất hiện của các con vật lạ thì chó thường kêu như để báo hiệu cho con người biết đến sự xuất hiện của những vị khách lạ này. Cũng vì sự nhanh nhạy này của chú chó mà đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu để nuôi. Nhiệm vụ mà con người giao cho nó đó chính là trông giữ nhà, cửa, ngăn cản sự đột nhập của những tinh trộm. Con chó có bốn chân rất nhanh nhẹn, linh hoạt, có thể chạy rất nhanh. Vì vậy mà nó có rất nhiều chú chó được nuôi dưỡng và huấn luyện thành những chú chó đua tham dự những cuộc thi dành cho loài chó ở quy mô lớn. Chó cũng là một loài động vật thông minh bậc nhất trong thế giới của các loài động vật. Nhờ khả năng nhạy bén của thính giác, thị giác, khứu giác mà loài chó bạc rê đã được những người trong quân đội đào tạo để trở thành những chú chó nghiệp vụ. Khi đi thì tìm hiểu những vụ trọng án, những người chiến sĩ sẽ dẫn theo những chú chó nghiệp vụ. Loài chó có thể đánh hơi dù là những mùi hương mờ nhạt nhất. Từ đó chúng có thể tìm ra những dấu vết, những manh mối của vụ án. Đối với việc điều tra mà nói, những chú chó như những người lính thật sự. Khi chó được nuôi như loài vật nuôi trong nhà thì đặc tính của chúng được con người yêu thích nhất. Chó chính là sự trung thành, phục tùng đối với con người chủ nhân của mình. Loài chó là loài vật trung thành nên chỉ cần đối xử tốt với nó thì nó sẽ không bao giờ bỏ nhà đi như những loài vật khác. Chúng biết đùa giỡn, biết mừng khi chủ đi làm về. Ngoài ra, những chú chó còn rất biết trông coi, bảo vệ nhà. Chỉ cần nuôi một chú chó trong nhà thì những người chủ rất yên tâm khi đi làm, đi học. Vì với sự bảo vệ của chúng, chó thì không một tên nào có thể đột nhập vào nhà. Chỉ cần có thấp thoáng bóng dáng tên trộm thì những chú chó sẽ dùng tiếng sủa của mình để báo hiệu cho người chủ biết. Nó cũng giống như một tiếng còi, cảm biến thật sự linh động bậc nhất của thời đại ngày hôm nay. Do đó mà những tên trộm luôn phải cảnh giác và đề phòng sự xuất hiện của những người bảo vệ trung thành này. Chó là loài động vật nuôi con bằng sữa mẹ. Thời gian mang thai của chó vào khoảng 60 đến 62 ngày. Mỗi lần sinh nở của chó cho ra từ 3 đến 5 chú chó con. Sau khi sinh con, chó mẹ sẽ nuôi dưỡng con bằng chính sữa của mình. Chó cũng là loài vật rất bảo vệ con. Khi đẻ thì chúng chọn một nơi kín đáo, ấm áp để đẻ. Khi đẻ xong thì những chú chó này rất dữ tợn bởi chúng muốn bảo vệ những đứa con của mình. Do đó mà vào thời kỳ sinh con, ngoài chủ nhà của mình thì chó mẹ rất dễ tấn công những người lạ, đặc biệt là những người có ý định lại gần với những đứa con của nó. Ngày nay, những chú chó ngoài được nuôi nhằm mục đích kinh tế, nuôi những để trong nhà, và chúng còn được nuôi như những loài thú cưng. Chó là loài động vật trung thành bậc nhất nên chúng luôn được sự tin tưởng, tín nhiệm của con người. Chúng cũng là loài vật được nuôi phổ biến nhất trong các gia đình hiện nay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin nhớ ủng hộ, like, share cho mình. Xin cảm ơn các bạn.
Hẹn clip sau các bạn nha.